báo giá nhanh cho quý anh chị tại mẫu xe đang có tại showroom. Nhưng trước khi báo giá nhanh thì quay sẽ quay cho quý anh chị, báo giá cho quý anh chị chi tiết 4 em xe vừa mới về. Ở đây chúng ta sẽ có một em Toyota Camry 2.5W, Peugeot 2008, CityLine 2022, Ford EcoSport, Honda CR-V Sensing bánh nghe, Ford Everest Titanium. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của siêu thị ô tô Hà Nội 389 và lại là em Quang đây. Siêu thị ô tô Hà Nội 389 là một trong những địa điểm chuyên mua bán tất cả các dòng loại xe nước đã qua sử dụng, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Và có cả một cái xưởng dịch vụ gara ô tô Hà Nội đối diện, đặc chuẩn đó là bảo hiểm, bảo dưỡng, detailing, spa. Và trong video ngày hôm nay, siêu thị ô tô Hà Nội sẽ báo giá nhanh cho quý anh chị tại mẫu xe đang có tại showroom. Nhưng trước khi báo giá nhanh thì quay sẽ quay cho quý anh chị, báo giá cho quý anh chị chi tiết 4 em xe vừa mới về. Ở đây chúng ta sẽ có một em Toyota Camry 2.5W 2019. Ở đây thì là một em Peugeot 2008 CityLine 2022. Một em Ford EcoSport. Một em Honda CR-V Sensing bánh nghe. Và một em Ford Everest Titanium máy dầu 2021 bản 2 cầu. Thì đây là 5 em xe vừa mới lên showroom. Xe thì về rất là nhiều. Hôm nay thì siêu thị ô tô Hà Nội xe đã bắt đầu dày kính lên lại quý anh chị. Quý anh chị nào mà đang quan tâm một cái xe này, xe nào tại showroom thì cứ nhấc máy liên hệ ngay cho siêu thị ô tô Hà Nội nha. Với số điện thoại là 0813700900 hoặc là đến thẳng địa chỉ showroom của siêu thị ô tô Hà Nội là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi thì để cho quý anh chị không mất thời gian nữa thì quay sẽ quay cho quý anh chị em xe đầu tiên trong video ngày hôm nay. Đó chính là một em Toyota Camry 2.5W sản xuất 2019, odo 6 vạn. Em xe này hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá chỉ có 850 triệu thôi quý anh chị. Màu đỏ khá là đẹp. Xe này sơn zin thì còn khá là mới, còn hơn 95% nước sơn zin. Đèn bi, cảm biến trước sau. Xe thì ba đời sóc liền làng hết nha quý anh chị. Xe của siêu thị ô tô Hà Nội bán ra thì bảo đảm chất lượng cho quý anh chị ha. Và sẽ có cam kết bằng văn bản là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Ngoài sẽ cho quý anh chị đi một vòng để xem xe này. Lớp gai lớp thì còn rất là đẹp, lớp Michelin nha quý anh chị. Đây quý anh chị hãy nhìn thấy ha. Bản 2.5W đây là bản máy xăng cao nhất trong dòng Toyota Camry, có cửa sổ trời. Màu đỏ khá là đẹp. Hôm nay sẽ cho quý anh chị xem bên trong khoang nội thất xe này. Xe này của chúng ta là vô lăng rồi bằng da đây. Có ga tự động nè quý anh chị, có ô tô đèn mưa, odo thì 66.000 cây. Xe này thì chúng ta sẽ được cái màn hình và cái loa là đến từ hãng JBL. Tần số khá là đẹp. Cửa sổ trời. Em này của chúng ta thì 4 ghế chỉnh điện hết nha quý anh chị. Có cả cửa gió đằng sau và đã được chủ người ta lên sàn 5D. Trên cửa sổ thì cũng có cả một cái rèm che nắng riêng ở đằng sau đây. Về mức độ tiêu hao nhiên liệu em xe này thì chúng ta có một mức độ tiêu hao nhiên liệu chỉ 7.5 lít cho 100 cây đường hỗn hợp thôi. Tuy là máy 2.5 nhưng mà rất là tiết kiệm đối với lại cái máy 2.5 như thế này. Mở cốp thì sẽ hơi nằm bên chữ bên đây một chút xíu nha quý anh chị. Đây. Và trên cái bảng này của chúng ta thì vẫn sử dụng là cấp cơ ha. Lên 2022 phân mới thì mới là cấp điện nha quý anh chị. Bánh sơ cua đây quý anh chị ạ.
đồ nghề đầy đủ nè. Xe thì tại siêu thị ô tô Hà Nội bán ra, bảo đảm cho quý anh chị đồ nghề đầy đủ nha. Bánh sô cô nếu xe đó có, bánh sô cô này chưa hạ luôn nè quý anh chị. Đấy, còn luôn cả cái tem dán Michelin đây. Xe thì khá là đẹp. Cốp thì khá là rộng rãi cho một em Toyota Camry 2.5Q. Rồi thì em quay xuống lại, đây là Toyota Camry 2.5Q 2019, odo 66.000 cây, màu đỏ, xe khá là đẹp, góc thành phố. Hiện tại xe này đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá chỉ có 850 triệu thôi, và có hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị lên tới 70% trong 5 năm. Không chỉ riêng em xe này mà tất cả các xe ở đây nói chung, sản xuất 2017 đổ lên là hỗ trợ ngân hàng được hết cho quý anh chị ha. Và quý anh chị hãy cam kết giúp siêu thị ô tô Hà Nội một điều là không bị nợ xấu nha. Còn lại 63 tỉnh thành là siêu thị ô tô Hà Nội sẽ lo hết cho quý anh chị luôn. Rồi, đây. Giá 850 triệu để sở hữu ngay cho mình một em Toyota Camry 2.5Q 2019. Chúng ta lại đến với em xe tiếp theo. Một em Peugeot 2008 GT Line 2022. Xe màu trắng rất là đẹp. Em này odo chỉ mới có 3 vạn thôi quý anh chị. Và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 695 triệu cho em xe này. Những cái xe mà đến từ nước Pháp của hãng Peugeot thì sau này người ta thiết kế rất là đẹp quý anh chị ạ. Như là về cái bộ đèn với hai cái răng nanh hai bên. Ba được sóc liền hết nè. Mâm phay nè. Có cả bệ bước ha quý anh chị. GT Line phiên bản cao nhất trong dòng này ha. 2008, mặt ga lăng, hình con sư tử và có hào quang xung quanh. Mắt thì vừa có răng nanh và vừa có luôn cả ba cái sọc của cái móng vuốt của sư tử đang vồ xuống, kiểu hình monster đó quý anh chị. Xe thì đăng kiểm là tới tháng 11 2024, đã được chủ người ta dán phim cách nhiệt nè, viền rơm tay nắm cửa nè, có cả bệ bước ha. Đây là một trong những em hatchback cỡ chung, ngồi khá là rộng rãi mà rất là phù hợp với các chị phụ nữ ha. Cái dòng xe này thì các chị phụ nữ tới tham khảo và mua rất là nhiều bên em quay. Rất là đẹp quý anh chị. Có cả cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ hết luôn, giúp cho các chị em phụ nữ mình lùi chuồng hay là ghép đổ xe dễ dàng hơn. Em quay sẽ cho quý anh chị xem bên trong nội thất ha. Nội thất thì khá là đẹp quý anh chị. Ghế da được làm kiểu cách nè. Đấy. Nội thất thì có cả đèn vịt nội thất luôn. Rất là sang trọng nha quý anh chị. Vô lăng thì làm cũng khá là giống máy bay phản lực nè. Có ga tự động nha quý anh chị ha. Ga tự động thì sẽ nằm ở bên phía bên đây. Có auto đèn, auto gạt mưa. Và xe này odo thì chỉ mới có 3 vạn thôi, 34.000 cây. Một cái màn hình với những cái nút bấm khá là sang chảnh ha. Đây đèn viền nội thất bên tắp đi cửa. Xe này thì trên thân xe, dọc bên thân xe cũng có rất là nhiều đường cắt ha quý anh chị. Giúp cho xe của chúng ta nhìn nó sẽ không đỡ, nó sẽ đỡ bị kiểu như là mảnh mai quý vị, nhìn nó sẽ thể thao cứng cáp hơn một chút xíu. Rồi về phần cốp của xe này, em sẽ mở lên. À quên, sorry anh chị, em này là không có cốp điện ha, cốp cũng là cốp cơ. Một cái khoang cốp khá là to, quý vị có thể để được 3 cái vali 12kg. Bên dưới đây thì chúng ta sẽ có đồ nghề của xe. Bánh sơ cua là chưa hạ nè, ba vại nhưng bánh sơ cua chưa hạ, còn rất là mới nha. Mức độ tiêu hao nhiên liệu này thì chỉ 5.9 lít cho 100 cây đường hỗn hợp thôi quý anh chị, rất là từ tốn. Bởi vì em xe này máy chỉ có 1.2 thôi, turbo 1.2 turbo ha quý anh chị.
Rồi em quay xuống lại, đây là Peugeot 2008 GT Line 2022 Odo 3 vạn và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá 695 triệu cho em xe này ha quý anh chị. Rồi qua đây một em xe. Một em xe này em quay cũng hay nói với những quý anh chị nào mà những cặp vợ chồng son vừa mới lấy nhau về, thì đây là một trong những sự chọn hợp lý dành cho quý anh chị đây. Một em xe gầm cao, giá rẻ mà nhìn rất là thể thao. Những cặp vợ chồng son mà đang có con nhỏ thì đây là một trong những sự chọn hợp lý ha. Một em Ford EcoSport màu đỏ rất là đẹp nha quý anh chị. Sản xuất 2020, Odo 4 vạn và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá chưa tới 500 triệu nữa quý anh chị. Em xe này được sở hữu khối động cơ 1.5. Bản này bản titanium ha. Và cái bản này của chúng ta thì không có bánh treo ở đằng sau ha quý anh chị, không có bánh sơ cua treo ở đằng sau. Odo 4 vạn 2020. Em quay vừa đi một vòng cho quý anh chị xem xe. Đèn thì đèn bi nè. Mặt ga lăng thì khá là đẹp. Có cả đèn gầm. Xe thì gầm cao, máy thoáng, quý anh chị đi cũng sẽ đỡ vất vả hơn trong cái việc là mình chạy ở những nơi như là ngập nước ha quý anh chị. Ba đề sóc liên lạc đây. Mâm đúc mà chi phí bảo dưỡng em xe này cũng khá là rẻ thôi. Cửa sổ có dán phim. Có vè che mưa. Tay nắm cửa là viền chrome. Có cảm biến lùi, cam lùi titanium. Đây quý anh chị, cốp thì sẽ nằm ở bên đây ha, mình sẽ gạt bên này vào mở ra. Cốp thì vẫn mở ngang như là phun cũ thôi nha quý anh chị. Nhưng mà nhìn nó rất là độc lạ ha. Một cái khoang cốp cũng khá là to. Đấy, rộng rãi, thoải mái. Em này thì ngồi không còn gì có bàn chải rồi. Đây mà sẽ cho quý anh chị xem bên trong khoang nội thất xe này. Giá chỉ có 498 triệu cho em xe này thôi. Mà công nghệ sở hữu xe này thì cũng khá là nhiều. Ghế da đây, vô lăng có ga tự động nè, có để quên xem, có auto gạt mưa, có auto đèn, Odo là 46.000 cây, có màn hình đầy đủ hết, dàn lạnh đồ lạnh buốt luôn, có số D số L để giúp cho quý anh chị đi lên dốc dễ dàng hơn, có nút đề start up. Lên cái bảng này thì bảng 1.5 titanium của chúng ta cũng bị cắt mất đi cửa sổ trời ha quý anh chị. Nhưng mà về cái cửa sổ trời này mà đối với đi thời tiết tại Sài Gòn này thì cũng sẽ hơi nóng xe một chút xíu. Nói chung không có thì cũng không thành vấn đề đâu quý anh chị ạ. Mình đậu xe ngoài nắng thì nó sẽ hơi hắt nắng vào bên trong xe. Ford EcoSport Titanium 1.5 2020 Odo 4 vạn và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 498 triệu cho em xe này nha quý anh chị ha. Một cái mức giá rất là rẻ nha. Rồi em quay lại tiếp tục đến em xe đằng sau. Một em Ford Everest Titanium máy dầu 2 cầu 2021 đã được chủ người ta lên mặt ga lăng Ford body kit Raptor. Đấy, chữ Ford bự nha. Rất đã quý anh chị. Em này hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá chỉ có 1.020.000.000 thôi. Bản 2 cầu, có cửa sổ trời, có bi turbo. Đây quý anh chị ạ. Mâm phay. Xe thì chủ người ta vẫn còn để siêu nè quý anh chị. Đây. Chúng ta sẽ được bốc siêu như mới ha. Nội thất thì khá là đẹp. Em này thì Odo 5 vạn nha quý anh chị ha. Chúng ta có thể chỉnh cầu. Đấy, có cửa sổ trời panorama, có Apple CarPlay, Android Auto đầy đủ. Nước sơn zin em này còn khá là mới, hơn 95%. Mâm lốp gai đồ này nọ còn đi rất ok nha quý anh chị. Sau quay là sau. Giá chỉ có 1.020.000.000 cho em xe này thôi.
Và ở hàng ghế đằng sau thì cũng có một cái cổng sạc 230V giúp cho quý anh chị khi mà mình đi camping, picnic đồ này nọ cũng sẽ có chỗ để cắm sạc ha. Cốp điện nè, có cả đá cốp luôn, cảm biến lùi, camera lùi đầy đủ hết. 1.020.000 cho em xe này. Màu bạc. Rồi ok quý anh chị, em xe tiếp theo. Một em Honda CR-V bản E Sensin 2022. Odo em này thì chỉ mới có khoảng 13.000 cây thôi. Và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 860.000 nha quý anh chị. Bản nghe. Bản nghe này thì cũng khá là ok. Đây 860.000 có Sensin là quá xịn rồi quý anh chị ạ. Đây có cả màn hình, có cam lùi đầy đủ hết. Có luôn cả ga tự động nè, có adaptive nè. Adaptive Sensin nè. Đây. Rộng rãi, thoải mái, 7 chỗ, 5+2. Hai ghế sau thì khuyến khích dành cho những anh chị em cao 1m7 đổ về ngồi sẽ rất là hợp lý. Và mức độ tiêu hao nhiên liệu này thì chỉ 7 lít cho 100 cây được hỗn hợp thôi. Rồi thì em quay xin nhắc lại, đây là Honda CR-V. À sorry quý anh chị, em này bánh sơ cua chưa hạ luôn nha. Ok quý anh chị, thì đây là Honda CR-V Sensin bản nghe 22 Odo 13.000 cây. Và hiện tại đang được chào bán với mức giá là 860.000 nha quý anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một báo giá tất cả các xe đang có tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội. Quý anh chị đang quan tâm xe nào thì hãy nhấc máy lên liên hệ cho siêu thị ô tô Hà Nội với số điện thoại là 0813 700 900 nha quý anh chị. Đầu tiên em quay mang tới cho quý anh chị là một em xe đến từ hãng BMW của nước Đức, như là BMW Z4 bản R mui trần 2011, đăng ký 2012, đã được chủ người ta lên đèn, lên mâm, lên bô on up. Giá siêu thị ô tô Hà Nội đang chào bán là 990.000 thôi quý anh chị. Odo 67.000 cây. $990.000 cho em xe này. Quý anh chị mua mới giá phải đâu đó khoảng 2 tỷ rưỡi 3 tỷ ha. Bản này có mui trần luôn. Bô on up được ha quý anh chị. Rồi Camry này thì em xin nhắc lại giá ha. 850.000 để sở hữu ngay cho mình một em Camry 2.5Q 2019. Nhập Thái. Ở đây là một em Hyundai Accent bản đặc biệt cao cấp nhất 1.4, có cửa sổ trời. Và đây là em xe trong phân khúc B duy nhất có cửa sổ trời ha quý anh chị. Em này Odo 3 vạn và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 485.000 cho em xe này. Tiếp theo đây chúng ta sẽ có một em Toyota Corolla Cross bản V 1.8 2022, Odo 7.000 cây và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 815.000 cho em xe này. Bản V là bản cao nhất trong dòng Toyota Corolla Cross nha quý anh chị. Rồi một em xe đến từ Hyundai, đến từ hãng của Hyundai, Hyundai Santa Fe máy dầu Premium 2022 Odo 19.500 cây và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 1.195.000 cho em xe này. Đây thì là một em Hyundai Tucson 1.6 Turbo 2018 Odo 6 vạn, giá đang được chào bán là 685.000. Mazda CX-30 bản Premium 2022 đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 710.000, Odo 2 vạn nha quý anh chị. Một em xe khá là thể thao đến từ hãng Hyundai. Phiên bản này là cạnh tranh với lại Honda Civic bản RS. Đây là Hyundai Elantra N-Line 2023 Odo 11.000 cây và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 725.000. Quý anh chị mua mới thời điểm lúc mới ra mắt giá phải đâu đó khoảng 1 tỷ, bây giờ siêu thị ô tô nội bán chỉ 725.000 thôi. Giá niêm yết em này hiện tại đang là 799.000 thì quý anh chị sẽ tiết kiệm được khoảng đâu đó là 50.000, 60.000 nha quý anh chị. Đấy.
Rồi, chúng ta lại tiếp tục vào bên trong tiếp theo. Một em xe đến từ nước Pháp, Peugeot 5008 GT Line 2022. Máy xăng 1.6 turbo. Em này hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 960 triệu euro 4 vạn. Phần mới. Bản GT Line có ghế máy xa, có cửa sổ trời panorama. Tiếp theo đây chúng ta sẽ có một em Kia Sorento Signature máy xăng 2022 ô tô 3 vạn. Xe thì vẫn còn rất là nhiều siêu và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 980 triệu cho em xe này. Màu trắng 7 chỗ, khoảng 7 ghế nha quý anh chị. Rất là đẹp luôn. Ở đây thì là một em Hyundai Santa Fe máy xăng premium 2020. Hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 885 triệu. Odo em này là 36.000 cây nha quý anh chị. 36.000 cây cho em xe này. Máy xăng premium. Rồi quý anh chị nào mà muốn phơm mới mà giá rẻ rẻ thì quay cũng có đây. Hyundai Santa Fe xăng tiêu chuẩn 2021 phơm mới. Odo 3 vạn. Xe này đã được chủ người ta lên cho chúng ta cam 360, màn hình sách tách và khá là nhiều đồ chơi bên trong. Tuy là bản tiêu chuẩn nhưng mà hãng người ta vẫn tinh tế để lại cho chúng ta bộ loa Hamakadon, giúp cho chúng ta đi xe nghe nhạc, âm thanh giải trí rồi nghe ok hơn. Giá em đang chào bán em này là 965 triệu cho em xe này. Rồi em sẽ nhắc lại em này, Ford EcoSport 2020 giá 498 triệu, Titanium một cầu, Odo 4 vạn. Peugeot cũng vậy, Peugeot là 685 triệu, 2008 GT Line 2022. Tất cả các năm mà em quan đọc đều là năm sản xuất hết nha quý anh chị. Một em Bentley Continental Flying Spur sản xuất 2008, đăng ký 2010, nhập Anh, Odo 4 vạn chuẩn cho quý anh chị, xe mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Mua mới giá phải hơn 10 tỷ nhưng mà hiện tại siêu thị ô tô Hà Nội bán chỉ có 1 tỷ 2 thôi. W12 dung tích xi lăng 6.0 lít. Một em siêu xe máy lớn đi rất là thích. Rồi. Honda CR-V e giá 860 triệu nha quý anh chị. Chevrolet Captiva LTZ 2017 Euro 4 vạn và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 465 triệu cho em xe này. Một em xe giá chỉ ngang ngửa một em i10 Morning bản giữa thôi quý anh chị, mà công nghệ rất là nhiều ha. Tiêu chuẩn an toàn lại là châu Âu nữa. Hyundai Santa Fe máy xăng premium 2021 hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá là 1 tỷ 055 triệu nha quý anh chị. Ford Everest mình xin nhắc lại 1 tỷ 020 triệu cho em xe này. Bản 2 cầu 2021 Odo 5 vạn. Máy dầu. Rồi ok quý anh chị. Thì hiện tại showroom cũng đang còn cũng còn hơi trống đây. Và em quay đang cần mua thêm cỡ 20-30 xe. Để quý anh chị nào mà đang có nhu cầu bán xe thì cứ liên hệ ngay cho siêu thị ô tô Hà Nội nha. Số điện thoại là 0813 700 900 nha quý anh chị. Rồi thì siêu thị ô tô Hà Nội xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi hết video này. Và đây là toàn bộ xe mà siêu thị ô tô Hà Nội đang có trên showroom, cũng như những cái xe vừa mới lên. Và đang còn rất là nhiều xe đang nằm bên gara và đợi dọn xong thì siêu thị ô tô Hà Nội sẽ quay chi tiết cho quý anh chị sau. Rồi thì nếu quý anh chị nào mà quan tâm một trong những xe có trong video ngày hôm nay thì hãy nhấc máy liên hệ ngay cho siêu thị ô tô Hà Nội với số điện thoại là 0813 700 900 hoặc là đến thẳng địa chỉ showroom 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Và để cập nhật chi tiết thêm những cái dòng xe mà vừa mới về mà chưa kịp lên video thì quý anh chị có thể theo dõi fanpage của siêu thị ô tô Hà Nội trên Facebook. Thì siêu thị ô tô Hà Nội sẽ luôn cập nhật những cái xe vừa mới về trên đấy ha quý anh chị. Rồi quý anh chị cứ vào fanpage siêu thị ô tô Hà Nội cho siêu thị ô tô Hà Nội xin một lượt theo dõi nha.
Rồi, ok quý anh chị, thì cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi hết video này. Nếu quý anh chị thấy video này hay, cho siêu thị ô tô Hà Nội xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của siêu thị ô tô Hà Nội nha quý anh chị. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ và an lành bên gia đình của mình. Hẹn gặp lại quý anh chị video tiếp theo nha. Bye bye.